cầu đường chả gom lê ra đến đây rồi, sạc vào đường Bùi Thị Xuân, cầu vượt sông Hương Nguyễn Hoàng. Công cây cầu vượt đây bà con, đồ sổ chưa, cái phân mỏng vô đến đây rồi nè. Wow, chà bê tông cục thép. Sạc về công tinh. Phía bên đường Bùi Thị Xuân nhìn qua bên kia Kim Long. Cuối năm 2024 sẽ thông xe kỹ thuật đó. Ghê chưa? Ngày hôm nay nặng cỏ. Ui ui. 35 độ C tại Huế. Dạ, yeah, em xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe. Cùng em thăm Huế. Khu vực này là giải tỏa đây. Đang đứng giữa khu vực này là tính của cầu. Này đang có công tinh đó. Được chưa? Mày hồi dân chưa di dời nữa. Cái phía đầu cầu đang làm cũng như khu vực trước mặt này cũng đang rung lên mặt bằng rồi. Còn nhiều hồi dân này chưa di dời. Kiệt này là kiệt 268 đó. Bùi Thị Xuân. Cầu đường sẽ đi thẳng lên trên kia, cầu ra Bùi Thị Xuân, con đường đi thẳng lên trên kia lên phường Thủy Xuân. Đó, khu vực này giải tỏa để qua đến khu vực này này. Đường Bùi Thị Xuân sáng nay chúng ta thăm Huế. Đây em đang hướng đi lên ngược lại với trung tâm thành phố đó, phường Đúc, nơi có làng nghề đúc đồng truyền thống, rất nhiều cơ sở đúc đồng tại khu vực này. Bây giờ đường phố thì cũng sầm uất, kinh doanh làm ăn nhiều thứ, nhiều mặt hàng làm ăn buôn bán. Ngược lại về trung tâm đi lên hướng này thì sẽ là lên Long Thọ nha bà con, Long Thọ Thủy Biêu. Tại đây thì còn ngã ba đường Huyền Trân Công Chúa, chúng ta sẽ lên đây. Cái đường Huyền Trân Công Chúa bây giờ cũng đang mở rộng
mức độ thành công cũng, mức độ hoàn thiện cũng khá cao rồi. Đó, xuống sổ từ ngã ba đường Bùi Thị Xuân giao nhau với đường Huyền Trân Công Chúa, đi thẳng lên đôi vùng cảnh luôn đấy. Con đường này khá là dài. Oh, công trình đang làm tới khu vực này. Đây có trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh, nằm tại đầu đường Huyền Trân Công Chúa. Mở rộng đường ghê chưa, đang chạy hệ thống cấp thoát nước. Đoạn đầu dốc, cái dốc này hồi xưa hay kêu dốc Thanh Lôi đó bà con, dốc Thanh Lôi, một bên là nghĩa trang nghĩa địa. Hồi xưa cách đây 3-40 năm trước, nghe ông bà kể là về má Mỹ á, thì cái dốc Thanh Lôi này là nổi tiếng luôn. Vì thời đó ai cũng tin là có ma. Họ có nhiều lời kể lại là ma mà nhiều nhất Huế thì là dốc Thanh Lôi. Còn họ tên gọi là cái đồn Thanh Lôi nữa. Đó, đồn là đồi nghĩa địa bà con. Bây giờ giải tỏa ra hai bên, mở rộng đường, không phải bụi bơ nữa. 70% là khu vực này gần sóng rồi này, còn tên đi là hoàn thiện đấy. Ở đây năm xưa có cái nhà máy thuộc sâu, bây giờ chuyển đi nơi khác. Đó, đồn Thanh Lôi đó, nghĩa địa nghĩa. Mô mạ trên đồi rất là nhiều. Đó, khu vực này bây giờ này, trời ơi quá đẹp luôn. Huyền Trân Công Chúa, một con đường mà hình như là chúng ta ít đi lại vì mang tỉnh đồi dốc, rồi đi lên phía Tây thì đa số là chúng là đồi dốc cả, cho nên là cũng ít ai đi đường này. Và bây giờ mở rộng thì chắc chắn sẽ nhiều phương tiện sẽ đi qua đây, giải quyết giao thông đó. Từ phía trên đường quốc lộ 49 khu vực đường Hồng Chảo, bà con có thể đi vào khu vực đầu đường Huyền Trân Công Chúa để đi ra về Bùi Thị Xuân. Đường này thì khả năng vài tháng nữa sẽ hoàn thiện rộng rãi thoáng đãng, rồi cùng kích cầu được bà con lên đây làm ăn sinh sống này. Khi mà đường làm mở rộng rất thoáng đãng luôn. Còn bây giờ là mặt tiền sát với đường luôn. Thêm một tuyến đường cuối đường Bùi Thị Xuân nữa thì bà con đã thấm cùng em các video trước, thì đường đoạn trên Lương Quảng, thủy điều lên Lương Quảng đã hoàn thiện, đường đất vòng cao ráo và đến vài km từ cầu Lũng Thọ đi lên cũng đã
hoàn thiện 80-90% rồi. Cũng cao ráo, thoáng đãng, rộng rãi. Còn đây là đường Huyền Trân Công Chúa, sắp đi vào hoàn thiện. Đó, lộ ra những ngôi nhà vườn rồi cơ sở làm ăn, đất đai thoáng đãng. Song song với đường này là có đường Hoài Thanh sẽ đi ra ngay kiệt 257, đối diện với đường cầu vượt Nguyễn Hoàng đó. Ở tương lai con đường đó sẽ đi lên phía bên kia đó. Sông 2, sông 3 về con đường Huyền Trân Công Chúa là cái đường cầu vượt đi lên. Đó, công trình từng đoàn có, từng đoàn hoàn thiện. Ở nơi thì con dính công trình này. Còn 60-70% rồi đó. Và đến đây là có ngã ba giao nhau với đường đầu đường Lê Ngô Cạc, là bắt đầu khu vực làng Hương của Thủy Xuân, làng Hương xứ Huế rất nổi tiếng trong mấy năm trở lại đây. Đó, bà con đầu tư này, hình như chắc là khách sạn resort gì đây chứ, biệt thự villa, nhà vườn trên đây thì quá tuyệt vời rồi. Đi một đoạn thì lên đôi vòng cành có thể ngắm từ nguồn sông Hương. Ở đây ngã ba đường Lê Ngô Cạc, đi thẳng Lê Ngô Cạc sẽ ra đàng Nam Giao. Đây là khu vực làng Hương Thủy Xuân xứ Huế, bắt đầu nghe mùi trầm hương của xứ sở cũng như sắc màu muôn màu của những cái chân hương bà con làm những cái tặng như hoa để người khách du lịch đến đây có thể check in kỷ niệm những tấm hình, những thước phim. Đó, ngày nay du lịch Huế có làng Hương rất nổi bật. Những ô cửa, những vườn hoa bằng chân hương muôn màu, đủ sắc màu, làm nên một vẻ đẹp của làng Hương xứ Huế. Rất sợ. Đoạn này cũng là gần cuối đường Huyền Trân Công Chúa. Bà con thấy phát triển từ nhiều nơi ở Huế, hy vọng ngày mai phát triển thêm nhiều đường, quy hoạch nhiều nơi trên này nữa để bà con biết đến nhiều nơi trên này hơn nữa, và hy vọng được tương tác bà con về sinh sống ở để đô thị hóa càng ngày càng đông người đông vui nhà. Về khu vực Thủy Xuân là vùng đồi mà, rồi cũng gần với các cái hệ thống lắng tầm. Trong đây thì có lắng Từ Đức và lắng vua Từ Đức tại đường Đoàn Dự 2, rồi lắng vua Đồng Khánh đi vào đây khoảng km đó. Khoảng mấy ngôi lăng mộ, cũng như ngược lại thì ra Lê Ngô Cạc về Nam Giao. Đây có một cái dốc lai lai kết thúc làng Hương. Đó, cuối đường Huyền Trân Công Chúa sẽ lên đôi vòng cành, nhiều cành đẹp lắm, mê hồn luôn. Chứ bà con về đây đầu tư hàng quán đẹp nữa, chiều về tối lại đèn điện đẹp lắm mọi người, như cảnh Đà Lạt rồi đó. Đây có một cái nhà máy nước vàng niên mới hoàn thiện đi vào sử dụng hoạt động mấy tháng đi. Đó cũng là một cái điểm mới nữa của Huế, nhà máy nước vàng niên, nhà máy nước sạch vàng niên Huyền Trân Công Chúa, công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế đó.
bên này, địa phần bên này là thuộc của Thủy Biều, bên Thủy Xuân, bên Thủy Biều đó bà con. Họ hàng còn có thiếu chi nữa đâu. Lên đây mà giải trí thì còn người ta gọi là chiếu đó. Rất biệt khai thác cảnh đẹp rồi tạo được cái cảnh quan mới. Mới mẻ, người khách du lịch đến có thể ngồi lại. Đó, đường xá bây giờ quá ngon luôn. Nhà cửa bà con làm. Bên này là đường đi vào đồi vòng cảnh. Hiện đại với những ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng. Có đài quan sát, có bồn hoa, có đường đi bộ xuyên rừng quanh đồi luôn, đẹp lắm. Có thể ngắm cảnh sông Hương từ phía sau đồi thông. Đường đi bộ người ta làm lát đá hết, đẹp lắm. Hy vọng phát triển thêm nhiều công trình công cộng như vậy thì người ta sẽ biết đến Huế, đến những nơi này nhiều hơn. Cung đường này có thể ngắm qua đôi vòng cảnh với đôi thông. Nhìn xa xa trên kia bà con thấy có còn những cái lô cột. Lúc một thời chiến, bây giờ cũng là di tích để lại để tham quan khám phá. Rồi lên dốc xong rồi lại đổ dốc đấy, như một cái cung đường đèo đẹp lắm bà con. Đó, đường này cũng được hoàn thiện mấy tháng trước, làm khá là lâu vì địa hình á, suối dốc rồi chập chung lắm. Hồi xưa là đường nhỏ bằng nửa đường đi mà người ta bây giờ mở rộng ra thì bao nhiêu đất, bao nhiêu cái sự vận chuyển này kia để làm một bên đi, vì một bên đi là chiên đồi xương đó, xương đồi nên làm khá lâu. Và bây giờ cho chúng ta con đường đẹp để đi đây, đi vòng quanh khu vực hết đôi vòng cảnh đúng đó. Đó, bà con bắt đầu tạo dựng những ngôi nhà, những cái hàng quán gọi là view đồi để phục vụ thu hút khách nhiều lắm. Khu vực này có những cái quán hàng rất là nổi tiếng. Xuống đây là qua đây là ra bờ sông rồi, người ta làm những cái hàng quán đi vào đẹp lắm bà con. Nơi cuối tuần có thể đi cùng bạn bè đi ngắm cảnh, thưởng thức những ly cà phê, thức uống. Đó, kiệt 102 đường Huyền Trân Công Chúa đó, vào đây cũng có thể nhìn thấy những cái cây hàng cây lâu năm như cái mít, cây măng cục, cái bưởi, thanh trà. Họ cái nhà vườn và người ta tạo dựng những cái hàng quán từ trên này đi xuống bờ sông. Hạt đầu được chiêu ở nhiều cái tên quán hàng nhà vườn view sông. Đó, sạc bên sông Hương đây rồi. Đó là những cửa hàng như vậy đó. Ngắm qua bên kia là đồ ngọn núi Ngọc Cơ, có điện Hồng Chén.
đường xá nơi nào mở thì nơi đó sẽ có điều kiện cho bà con phát triển kinh doanh làm ăn, tiệm cà phê hạt đầu nhỏ nhiều cái tên đó. Nhìn nó heo lạnh bây giờ nhìn lại rất là đẹp, nơi nghỉ mát cuối tuần sau những ngày làm việc mệt mỏi thì lên đây ngồi thư giãn. Đó, nhà cửa bà con làm cuối đường hành trình công chùa có một cái cầu đây, cái nhánh sông chạy từ sông suối, từ suối, từ các đồi núi đổ ra sông Hương. Năm xưa đường này chưa mở thì đi qua đường Hồng Chạng, đi qua bến đò thì chúng ta phải đi băng qua đường xóm, còn bây giờ đường này cũng nằm xuyên suốt. Huyện Trân Công Chúa là hàng rất là dài km giao nhau lên đến đường quốc lộ 49A, đó đường lên A Lưới Bình Điền mọi người. Không biết từ cái cầu đó đến đây có đất con đặt tên là Huyện Trân không chứ, còn nếu không là nối dài là đến đây là đường Huyện Trân Công Chúa đó. Đó, phía tây của thành phố thì toàn là dãy Bắc Trường Sơn đồi núi dọc lên Bình Điền A Lưới. Này chưa nói em quên cập nhật thời tiết. Thời tiết ở Huế ngày hôm nay cũng ngày 13 tháng 8 năm 2024. Tiết trời dự báo ở Huế từ 27 đến 35 độ C nha bà con. Dạ, cũng nắng nóng. Sáng nay cũng trời cũng hơi ui cũng chưa nắng lắm. Và dự báo buổi chiều thì có mưa giông, thì khả năng cũng có dịu đi đôi chút. Dạ. Ở nơi cuối đường Huyện Trân Công Chúa, ngã ba rẽ chạy thang một đoạn nữa sẽ ra, đây sẽ ra đường quốc lộ 49A hướng lên Bình Điền A Lưới hướng về trung tâm. Và đường nơi đây thì sẽ đi vào bến sông Điền, có Điền Hồng Chén, bến đò bến thang sẽ đi qua Điền Hồng Chén đó. Đó, không xa cuối đường Huyện Trân Công Chúa nha bà con, nếu như mọi người đi về đó thì đi lên Điền Hồng Chén thì một cái đường thẳng lên và cuối đường rẽ phải ra bến thang, bến đò gọi là bến thang, rồi qua về Điền Hồng Chén đó. Bây giờ có nhà chờ, nhà trưng bày bên sông. Ngày hôm nay cũng là ngày tháng 7 vía cha, những ngày qua cũng làm lễ trên bên khu vực Điền Hồng Chạng cũng như đình làng Hải Cát bên kia Điền Hồng Chạng bên đó. Mỏng nơi cuối nguồn sông Hương, cuối dòng sông Hương, bên đó đình bà con đang dâng lễ. Đó, nguồn du lịch đây chứ đâu nữa. Đổi mới hoàn toàn khu vực bên sông, nhìn qua Điền Hồng Chén. Thuyền rồng các băng ngạng lên làm lễ tại Điền Hồng Chén như đình làng Hải Cát nhiều lắm. Bây giờ ngày hôm nay là sẽ kết thúc đó, nên là ngày 10 tháng 7 âm lịch.
ở bên sông hoặc con đò ngang đưa khách sang sông. Dạ, những hình ảnh Huế ngày mới hôm nay ngày 13 tháng 8 năm 2024, thì trời dự báo Huế từ 27 đến 35 độ C, trời nắng, chiều thì có mưa giông nha bà con. Dạ, và em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ em vui xin kết thúc video. Khi xem mọi người không quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Và một lần nữa em vui xin chúc tất cả quý bà con anh chị luôn luôn dồi dào sức khỏe bình an. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.